Hello chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Đây xin giới thiệu với anh em, đây là cái phần tiếp điểm của con Tatter. Đấy, cho anh em xem tận mắt chứng kiến nhé. Thì cái con Tatter này nó đang bị một cái tình huống, đó là nó bị đánh lửa. Đấy, đánh lửa mo ve ở cái phần tiếp điểm. Và hiện tại thì anh em đã xử lý xong. Đây cho anh em thấy này, nhìn cái cặp tiếp điểm là anh em thấy rằng là nó đã được sử dụng. Đấy, nhìn thì anh em không biết là có ấy hay không, nhưng mà mình chỉ nhìn qua thôi là thấy rằng là nhìn là biết được cái tiếp điểm nó đã qua sử dụng nha anh em nhé. Đấy, đây này, khi mà mang điện này, đấy, nó hút xuống, nó hút xuống thì nó sẽ làm thông cái mã trên với mã dưới. Đấy, nó mới gọi là cuộn hút công tắc tơ là như thế. Đó, cho anh em thấy. Thì công tắc tơ này, công tắc tơ mà nó đi với rơ le nhiệt thì người ta hay gọi cái bộ đấy đó là khởi động từ. Nhiều anh em đang nhầm lẫn giữa công tắc tơ là khởi động từ, đúng không? Rơ le nhiệt là khởi động từ, rơ le nhiệt là rơ le nhiệt, nhưng rơ le nhiệt mà đi với công tắc tơ thì nó được gọi là khởi động từ. Cái này nó là trong cái bộ môn khí cụ điện anh em đã học rồi. Khi ở trên trường là anh em học rồi về khí cụ điện rồi, thì cái công tắc tơ này nó là một khí cụ điện hạ áp. Nó đóng cái vai trò là nó sẽ đóng cắt thường xuyên các cái mạch động lực. Mạch động lực đây mọi người thấy này, ba cái pha ABC. Đấy, nó sẽ làm cái nhiệm vụ đóng cắt mạch động lực, ví dụ như trong cái tủ tụ bù của chúng ta, đúng không? Hoặc là hệ thống chiếu sáng, ví dụ tụ bù chẳng hạn, nó sẽ đóng cắt, đúng không? Đóng cắt các tụ để gì? Để bù công suất phản kháng trên lưới, hoặc là bù công suất phản kháng trong cái hệ thống điện của chúng ta. Đấy, đây cho anh em thấy. Thì con này ấy, mình sẽ chia sẻ với anh em về cái tình trạng ban đầu của nó. Tình trạng ban đầu của con công tắc tơ này ấy, nó bị phóng điện mo ve, dẫn tới là nó sẽ có xuất hiện cái tiếng kêu lạ trong cái quá trình mà vận hành. Thì khi mà tại hiện trường thì anh em kiểm tra là cái tiếp cặp tiếp điểm của con công tắc tơ này này nó đã bị đánh lửa quá nhiều. Đấy, dẫn tới là anh em sẽ phải sử dụng một vài những cái chuyên môn để xử lý. Và sau khi anh em xử lý xong thì nó như thế này. Đây cho anh em thấy này, cặp tiếp điểm rất sáng, tiếp xúc rất tốt. Sau khi xử lý xong là anh em có kiểm tra đàng hoàng luôn. Cái thao tác đóng ngắt của cái con công tắc tơ này nó thực hiện nhờ cái cơ cấu điện từ. Đấy, cơ cấu khí chuyển động hoặc là cơ cấu thủy lực, nó tùy từng loại, nhưng mà con này là công tắc tơ điện từ nhá. Tại sao điện từ đấy? Cái cuộn hút của nó, khi mà cuộn hút nó mang điện thì vô tình nó sẽ gì? Nó sẽ hút xuống. Đây này. Hút xuống thì nó sẽ vô tình nó làm thông các mạch pha ABC. Ở trong công tắc tơ này nó có một cái nam châm. Đấy, khi mà nó mang điện thì nó sẽ chuyển thành mang nam châm điện. Rồi là hệ thống dập hồ quang, rồi hệ thống tiếp điểm, như mọi người đang nhìn thấy đây là những cái tiếp điểm mà anh em đã xử lý. Thì nó có gồm có tiếp điểm chính, tiếp điểm phụ, nhưng mà con này thì nó lại vấn đề là nó bị dính ngay ở cái tiếp điểm chính, tiếp điểm động lực của nó này. Đấy, cho anh em thấy. Tiếp điểm rất là ngon. Sau khi mà xử lý nhìn thấy nét là nét luôn, đúng không? Lúc đầu nó bị đánh mo ve xong cho bụi nhiều. Kể cả khi mà các bạn bị mo ve nhá, thì cái chất lượng tiếp xúc, cái lúc đấy cái tiếp xúc, điểm tiếp xúc nó sẽ cao. Như vậy là cái chất lượng mà dẫn điện sẽ kém. Tiếp điểm này càng dẫn điện càng tốt. Cái nguyên lý hoạt động của công tắc tơ này mọi người hiểu đơn giản là khi mà chúng ta cấp nguồn, đấy, cấp nguồn cho cái cuộn hút đấy, thì nó sẽ, cái cuộn hút đó nó sẽ đóng vai trò là một cái nam châm điện. Nó hút cái kết cấu cơ khí, làm cho gì? Cho cái đây này, cái như cái phần mọi người đang thấy này, nó từ hai cái má trên má dưới này, nó có một cái thanh trên dạng như cái chữ T.
Đấy, nó hút xuống một phát thì là nó sẽ thông hai cực phía trên phía dưới. Hiểu đơn giản như vậy là được, không cần quá cầu kỳ. Về cái thông số cơ bản của công tắc tơ thì anh em chú ý cho mình. Đầu tiên đó là phải là cái dòng điện định mức nha, dòng điện định mức. Tiếp theo đến điện áp định mức này. Xong đó đến khả năng đóng cắt của công tắc tơ này. Rồi là khả năng ngắt. Đấy, đóng ngắt của công tắc tơ. Rồi là độ bền cơ khí, rồi là bộ độ bền điện. Đó là những cái thông số cơ bản của công tắc tơ. Khi anh em đi mua hay là anh em thiết kế hay anh em lựa chọn thì anh em nên chú ý những cái thông số đó. Về cái dòng điện định mức, dòng điện định mức là cái dòng điện mà nó chảy qua cái hệ thống tiết điểm chính của công tắc tơ khi mà đóng mạch điện có phụ tải. Ví dụ như cái này. Đây mọi người thấy 3 pha ABC. 3 pha ABC thì cái dòng chạy qua tiết điểm chính. Đó là cái dòng điện định mức nhé. Thế còn điện áp định mức là gì? Điện áp định mức là điện áp đặt trên hai cái cực dẫn điện chính của công tắc tơ, tức là đặt trên hai cái cực của cuộn hút công tắc tơ đấy. Thì mình cấp nguồn cho cuộn hút mà, đúng không? Về khả năng đóng cắt của công tắc tơ thì mọi người sẽ phải được đánh giá bằng cái trị số dòng điện mà công tắc tơ có thể đóng thành công. Đấy, thường thì cái giá trị chúng ta có thể lấy từ bao nhiêu, từ 1 đến 7 lần cái giá trị định mức. Đấy, đây là khả năng đóng cắt của công tắc tơ nhé. Thế còn đây là khả năng đóng, còn khả năng ngắt của công tắc tơ thì sẽ được đánh giá bằng cái giá trị dòng điện ngắt. Ở cái vấn đề vừa mình đang nói là khả năng đóng thì nó là giá trị dòng điện mà công tắc tơ có thể đóng thành công. Thế còn khả năng ngắt là cái giá trị dòng điện có thể ngắt, đúng không? Có thể ngắt thì thường nó sẽ là từ 1 đến 10 lần dòng định mức. Đấy là cái khả năng ngắt. Về cái độ bền cơ khí thì nói đến cơ khí là thao tác, đúng không? Tức là số lần đóng cắt nó là bao nhiêu lần. Đấy, thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào từng hãng, từng nhà sản xuất. Nhưng thường thì các công tắc tơ nó sẽ có cái độ bền cơ học nó rơi dao động khoảng từ 5 triệu đến 10 triệu lần đóng ngắt. Bởi vì mọi người thấy rằng là khi mà công tắc tơ ở trong tủ tụ bù ấy, nó hút nhả liên tục mà, đúng không? Nó đâu có nằm mãi ở trạng thái đâu, hút nhả liên tục. Cứ được cấp nguồn là nó sẽ hút, mà thì không cấp nguồn thì nó sẽ nhả. Một cái giá trị nữa mà mọi người cần quan tâm đó là độ bền điện. Độ bền điện là cái số lần đóng ngắt dòng điện định mức. Các cái công tắc tơ loại thường thì nó sẽ có độ bền nó khoảng từ 200 đến 1 triệu lần đóng ngắt. Sẽ cái này chắc chắn là sẽ tùy từng hãng và tùy từng cái giá thành, giá trị. Đấy. Phân loại công tắc tơ thì nó mọi người chú ý. Trên cái thị trường của chúng ta có rất nhiều loại công tắc tơ và rất nhiều hãng công tắc tơ. Nhưng mà cái chủ yếu nhất đó vẫn là cái công tắc tơ kiểu điện tử. Đấy. Như trường hợp này là công tắc tơ kiểu điện tử. Ngoài ra thì để chia sẻ thêm với mọi người thì mọi người có thể tham khảo thêm, tìm hiểu thêm. Nó gồm có rất nhiều những cái loại công tắc tơ. Ví dụ như là công tắc tơ kiểu điện từ, kiểu hơi ép, kiểu thủy lực. Đấy. Kiểu điện từ là chúng ta gặp nhiều nhất. Cái mà mọi người đang xem đây chính là công tắc tơ kiểu điện từ. Rồi là có những cái loại công tắc tơ điện một chiều, công tắc tơ điện xoay chiều, đúng không? Rồi là nếu mà theo kết cấu thì có thể là những cái công tắc tơ đặc biệt được thiết kế ở những cái vị trí mà nó có chiều cao và cái độ rộng nó bị hạn chế thì nó cũng sẽ là hình dạng nó sẽ đặc biệt, nó sẽ không giống như những hình dạng như thế này mọi người đang nhìn đấy. Rồi là theo dòng điện thì mọi người có thể thấy nhiều, kể cả từ mấy chục A cũng có đến mấy trăm A cũng có, đúng không? Rồi là công tắc tơ 1 pha, 2 pha, 3 pha, 4 pha rất nhiều. Rồi là trung thế, hạ thế. Rồi là công tắc tơ có điện áp cuộn hút nó là 220 VAC, 308. Rồi là DC gồm có 24, 48 đều có. Rồi là có những cái loại công tắc tơ nó chuyên dùng cho tụ bù. Đấy, có những cái loại công tắc tơ mà nó chỉ chuyên dùng cho tụ bù thôi. Thế mà đúng không? Nó chuyên luôn. Công tắc tơ thì kích thước nó sẽ nhỏ gọn. Nó sẽ tận dụng được cái khoảng không gian hẹp. Và cái việc lắp đặt của chúng ta cũng không quá tốn quá nhiều cái không gian. Mà nó có thể dùng để điều khiển từ xa đóng cắt được.
đấy, ngăn hồ quang các thứ đều đầy đủ. Nên là đấy là một trong những cái lý do mà công tắc tơ nó được sử dụng rất là rộng rãi. Công tắc tơ thì nhìn là mọi người thấy rằng là nó sẽ gặp trong rất nhiều trong các cái tủ tụ bù, những cái tủ điều khiển bảo vệ, chúng ta gặp rất là nhiều, đúng không? Rồi sau mình sẽ có cái bài chia sẻ về mọi người cách chúng ta cách tính chọn công tắc tơ. Đấy. Chúng ta sẽ tính chọn công tắc tơ theo những cái công số cơ bản, u định mức về quy có phi các kiểu, rất nhiều các giá trị. Thì rất đơn giản thôi, mọi người sẽ chọn cái dòng công tắc tơ nó sẽ rơi vào khoảng từ 1,2, bình thường sẽ 1,2 đến 1,5 lần cái dòng định mức. Thì là tự tính ra. Ok, chia sẻ cũng khá là nhiều rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người cảm thấy cái chia sẻ của Điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện Việt Nam nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.